Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Đã đến với kênh Long Ngọc Vlog nha cả nhà. Cả nhà thấy video này hay và ngon, yêu thích món này hãy cho mình một like và một lượt đăng ký. Hãy nhớ xem hết video và chia sẻ đến bạn bè mọi người cùng xem cho vui nha cả nhà. Đây, bữa nay mình sẽ làm gà canh chua gà đá giang nha cả nhà. Nên mình sẽ dùng đá giang và gà nha cả nhà. Còn giá và hành lá nha cả nhà. Ôm gai thì mình sẽ bỏ lên mặt nha cả nhà. Thì cả nhà dưới xem video rồi cả nhà, rất là ngon. Thì mình mời cả nhà vô bếp với mình nha. Thì mình sử dụng nó bằng tỏi, mình sẽ sử dụng ba củ, mình sẽ sắc nhuyễn ra nha cả nhà. Đây, rồi mình sẽ nấu luôn nha, mình sẽ tao phần gà cho nó săn thịt lại nha cả nhà. Mình sẽ dùng một cái nồi như thế này, bắt đầu mình sẽ cho phần dầu ăn vô nha cả nhà. Sẽ dầu ăn vô đó, bắt đầu mình sẽ cho phần tỏi, tỏi vô nha cả nhà. Đây, đó để mình tao phần gà cho nó thơm nha. Săn lại mình nấu gà nấu đa giang nha cả nhà. Mình chia sẻ món này thì cũng rất là đơn giản nha, làm tại nhà, ăn cơm gia đình rất là ngon cả nhà, ăn cùng với cơm. Đây, phần tỏi của mình cũng đã dạng lên như thế nhà, sau đó mình sẽ cho phần thịt gà vô hết nha. Mình xào sơ qua để cho cái tỏi thấm vào nhau như thế nhà, cho nó thơm. Mình xào xăng lại thôi, xăng thịt gà lại như thế nhà. Đây, mình nấu canh chua, nấu gà lá giang thì mình cũng để cục bự như thế này để chặt nhỏ quá thì nó ngon nha cả nhà. Chặt cục bự xíu. Đây, mình xào sơ qua cho phần thịt gà nó săn lại như thế nhà. Đây, phần thịt gà của mình cũng đã săn lại hết nha cả nhà. Đây, mình lại còn một này chưa xong máy. Cái nhà bắt đầu mình sẽ cho vô ra tô lại nha cả nhà. Ra tô lại để mà mình này, xăng lại nha cả nhà. Sẽ cho ra tô lại nha. Đây cả nhà, đó mình đã xào sơ qua ha, phần thịt gà. Bắt đầu mình sẽ sử dụng cái nồi này lại mình cho phần tỏi vô tiếp để mình làm nước lèo, làm nước canh nha cả nhà, cho miếng dầu ăn vô tiếp nha cả nhà. Đây, để nước canh mình đã chế vô nha cả nhà. Đợi trong thời gian nước sôi mình sẽ sắc ốm gai và để mình dùng tới nha cả nhà. Rồi mình sẽ đậy nắp lại nha cả nhà. Đấy, phần ôm gai mình cũng đã sắc sẵn để mình dùng tới nha cả nhà. Mình bỏ cái mặt rất thơm nha cả nhà. Ôm gai. Đây. Đó. Chưa sôi nha cả nhà, chưa sôi. Đấy, phần nước canh của mình đã sôi nha cả nhà, bắt đầu mình sẽ bỏ phần thịt gà vô nha cả nhà. Đây cả nhà. Sẽ bỏ vô hết luôn nha cả nhà. Bỏ vô luôn nha. Đó. Đây cả nhà. Ngon nha cả nhà. Gà
mình sẽ nêm nếm luôn nha cả nhà, tôi vừa ăn kia nha. Đây cái nhà mình sẽ dớt phần bọt trên mặt nha, xôi rồi. Mình sẽ cho một muỗng nêm cano nha cả nhà, nêm cano nha, và một muỗng đường, và một muỗng muối nha cả nhà, đây muối nè. Đó, mình sẽ quay đều những con hột để cho tan vào thịt gà nha cả nhà. Đây, sẽ múc bọt tiếp. Cho phần lá vàng nha, bóp nát lá vàng, mình cho lá vàng vô nha cả nhà, cho phần lá vàng vô trước. Cả nhà tiếp theo thì là tới phần giá nha. Nó xuống chị ngon cái nhà, mình cho phần con gai lên mặt cái nhà. Cho hết vô luôn cái nhà. Thế là xong được một nồi gà nấu lá giang nha cả nhà, canh chua gà lá giang nha. Đấy, nó rất là đơn giản và rất là nhanh nha cả nhà, siêu ngon luôn nha. Thịt gà sẽ mở bếp lên to xíu cho nó chín xíu nha cả nhà. Đấy, con gà chín hết trơn nha cả nhà. Nhà quá ngon nha, canh chua gà lá giang nha cả nhà. Sẽ tắt bếp rồi, sẽ bước xuống mời cả nhà cùng ăn canh chua gà lá giang với mình nha, cùng với cơm trong nước mắm siêu cay nha cả nhà. Đây mọi người ơi, mình nấu chín rồi, mình sẽ mọi người cùng ăn gà nấu lá giang với mình nha cả nhà, chúng với cơm nha. Đây, nước mắm siêu cay này rất là ngon nha cả nhà. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình nha. Nhà thấy video này hay thì một like, một lượt đăng ký.